Hi, xin chào tất cả các mẹ. Hôm nay thì Nhị rất vui khi được đồng hành cùng các mẹ trong game bổ trợ 100 ngày trong group Mẹ học tiếng Anh vì con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học Washing Hands, rửa tay nha. Chúng ta bước sang câu đầu tiên nha. Trước hết Nhị muốn các mẹ nghe câu mẫu. You didn't wash your hands. Okay. You didn't wash your hands. Nào chúng ta cùng xem thử phiên âm trong này có từ nào khó nha. Nhị chỉ thấy có mỗi một từ âm sh là sh. Chỉ có mỗi một từ này là các mẹ cảm thấy hơi khó thôi nha. Nhị sẽ đọc lại từng từ nha. You didn't wash your hands. Okay. You didn't wash your hands. Dễ đúng không ạ? Chúng ta sẽ bước sang câu thứ hai nha. Trước khi nghe câu thứ hai thì Nhị cũng muốn các mẹ nghe câu mẫu của nó nha. Mom, my hands are clean. Mom, my hands are clean. Các mẹ để ý là từ chỗ này người ta đọc nối đúng không ạ? Da, my hands are clean. Ok. Mẹ ơi, tay con sạch rồi mà. Quá dễ đúng không ạ? Tiếp theo, câu thứ ba nha. There are tons of germs on your hands. There are tons of germs on your hands. Cái chỗ này, các mẹ để ý phiên âm nối của nó nè. Phiên âm nối của nó nè. Zerv, zerv. Zan, zan. Phiên âm nối của nó, mình nối. Vậy sẽ đọc lại từng từ ha. There are tons of germs on your hands. There are tons of germs on your hands. Ok, có rất nhiều là vi trùng ở trên tay. Và người mẹ đã nói gì nữa ạ? But they're so tiny. Không có từ nào khó đúng không ạ? But they're so tiny. Âm y dài cho mọi người. Y. Nhưng mà chúng rất là nhỏ. Phân tích cho con trai hiểu đúng không? Con vi khuẩn nó rất là nhỏ. Vậy thì câu thứ 5, mọi người hãy lắng nghe thêm cái câu mẫu người ta đọc làm sao nha. Can't see them with your bare eyes. You can't see them with your bare eyes. Dễ không ạ? Không có từ nào khó trong này luôn. Rồi, chị sẽ đọc lại từng từ ha. You can't see them with your bare eyes. Okay. You can see them with your bare eyes. Con không thể nhìn thấy chúng bằng mắt thường đâu. Ok, chúng ta sẽ bước sang câu thứ 6 nha. Đó, bài học hôm nay quá dễ đúng không mọi người? Nghe câu mẫu tiếp ha. If the germs are so tiny, if the germs are so tiny. Phiên âm này là phiên âm nối nha mọi người. Nối ra. Tiny. It the terms are so tiny. Các vi trùng đó rất là nhỏ. Sang câu thứ 7 nha. Mình lại nghe câu mẫu nha. What can they do? What can they do? Chúng có thể làm gì khi mà chúng nhỏ xíu đúng không? What can they do? Quá dễ luôn ạ. Chúng ta sẽ bước sang câu thứ 8, sắp kết thúc bài luôn rồi. Chỉ còn 2 câu nữa thôi. Chúng ta lại tiếp tục nghe câu mẫu ha. They can make you sick. They can make you sick. Make you sick. Các bạn nhớ cái phiên âm cuối giùm Nhị ha. They can make you
sick. Ok, các mẹ đang học lớp phiên âm thì các mẹ sẽ biết được những cái phiên âm này nó như thế nào ha. Chúng có thể khiến con bị ốm đó. Người mẹ đang giải thích với con là nó nhỏ nhưng mà nó có giỏ. Rồi, sang câu thứ 9, mình lại nghe tiếp tục câu mẫu. Then you'll have to see a doctor. Then you'll have to see a doctor. Okay. You, âm phiên âm này, âm L cuối này, mọi người để ý này. Then you have to see a doctor. Okay, sau đó con sẽ phải gặp bác sĩ đó. Vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng nghe lại mẫu câu nguyên một bài của nó thử nha. You didn't wash your hands. Mom, my hands are clean. There are tons of germs on your hands, but they're so tiny, you can't see them with your bare eyes. If the germs are so tiny, what can they do? They can make you sick. Then you'll have to see a doctor. Ok, vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng rằng các mẹ sẽ học thật là tốt qua bài học ngày hôm nay nha. Xin chào tất cả các mẹ rất là nhiều. Bye bye.